Thưa quý vị, Hiệp ước hồi hương tù nhân tiếp tục thụ án tại quốc gia của họ giữa Ấn Độ và Việt Nam bắt đầu có hiệu lực qua sự phê chuẩn của hai nước. Hiệp ước này được Việt Nam và Ấn Độ ký kết hồi đầu tháng 11 năm 2013. Ấn Độ thông qua vào đầu tháng 1 năm 2014 và Việt Nam thông qua vào tháng 3 năm 2017. Tờ Times of India vào ngày 11 tháng 4 năm 2018 dẫn nguồn từ thông báo nội bộ của Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết Việt Nam vừa xác nhận hiệp ước hồi hương tù nhân giữa hai nước bắt đầu có hiệu lực. Theo quy định trong hiệp ước, tù nhân được hồi hương giữa Ấn Độ và Việt Nam là những tù nhân không bị án tử hình, không bị kết án do vi phạm luật quân sự. Những phạm nhân sau khi bị tuyên án và không bị xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, được thuyên chuyển về quốc gia mà họ là công dân của nước đó để tiếp tục thụ án. Bản thân phạm nhân hoặc một người khác đại diện hợp pháp của phạm nhân có thể làm đơn gửi đến một trong hai chính phủ của Ấn Độ hoặc Việt Nam để yêu cầu cho phạm nhân được hồi hương. Đạo luật hồi hương tù nhân của Ấn Độ được ban hành vào năm 2003, cho phép các phạm nhân được về quốc gia của họ để thụ án gần gia đình và tạo điều kiện cho họ được trở lại hòa nhập với xã hội. Ba tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Úc là HMAS Anzac, HMAS Toowoomba và HMAS Success sẽ đến Sài Gòn thực hiện chuyến thăm Việt Nam từ ngày 19 đến 22 tháng 4 năm 2018. Đại sứ quán Australia tại Hà Nội ra thông báo như vừa nêu vào ngày 12 tháng 4. Cụ thể sẽ có 73 sĩ quan và 569 thủy thủ tham gia chuyến thăm này. Các chỉ huy trưởng và thủy thủ đoàn sẽ gặp các sĩ quan và thủy thủ của Hải quân Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và tham gia vào nhiều hoạt động, bao gồm thi đấu thể thao, chia sẻ kinh nghiệm và hoạt động thiện nguyện tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Tàn Tật Thị Nghè. Đây là lần thứ hai kể từ năm 2001, Úc đưa tàu chiến đến thăm Việt Nam. Chuyến thăm lần này của các tàu chiến Australia được cho biết cũng nhằm mục tiêu tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Úc nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và một tháng ký kết quan hệ đối tác chiến lược kể từ chuyến thăm Úc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 3 vừa qua. Cũng tin về quan hệ Australia-Việt Nam, vào ngày 11 tháng 4 năm 2018, hai phía kỷ niệm quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp. Nhân dịp này, ông Craig Chittick, đại sứ Australia tại Việt Nam, nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp là một phần quan trọng trong quan hệ của hai quốc gia trong suốt 45 năm qua. Hợp tác nghiên cứu nông nghiệp giữa hai nước được điều phối bởi Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia từ năm 1993 đến nay. Trong 25 năm qua, chính phủ Úc đã đầu tư 100 triệu Úc kim, tương đương 1.700 tỷ đồng cho 170 dự án nghiên cứu ở Việt Nam. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull vừa thừa nhận có căng thẳng với Trung Quốc do luật chống can thiệp chính trị từ nước ngoài đối với Úc. Reuters loan tin dẫn phát biểu của ông Turnbull với đài phát thanh Radio 3AW ở Melbourne rằng rõ ràng có căng thẳng trong mối quan hệ với Trung Quốc sau khi luật về can thiệp chính trị từ nước ngoài được đưa ra. Nhưng ông tin tưởng rằng bất kỳ hiểu lầm nào cũng sẽ được giải quyết. Theo Reuters, ông Turnbull không nêu rõ Trung Quốc đã từ chối hoặc hoãn cấp visa cho bao nhiêu quan chức chính phủ Úc sang Hoa Lục tham dự hội chợ thương mại Australia-Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng lên tiếng cho rằng thông tin việc từ chối cấp visa mà tờ Australia Financial Review loan đi là không có căn cứ. Nhưng Thủ tướng Turnbull khẳng định, dù quan hệ giữa Úc và Trung Quốc căng thẳng liên quan tới dự luật chống can thiệp chính trị từ nước ngoài đối với Australia, nhưng ngoài người dân Úc ra thì không ai được quyền gây ảnh hưởng lên nền chính trị Úc. Hãng tin Bloomberg cho biết quan hệ giữa Trung Quốc và Úc trở nên căng thẳng kể từ tháng 12 năm 2017 khi ông Turnbull chỉ trích Bắc Kinh can thiệp nền chính trị Úc và đề xuất luật mới để ngăn chặn việc này. Mặc dù chính quyền Canberra luôn khẳng định luật này không nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào, nhưng truyền thông và chính quyền Trung Quốc cho rằng Canberra đang nhắm vào Bắc Kinh và phản ứng giận dữ. Tháng trước, bà Frances Adamson, viên chức cao cấp nhất của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cho biết, bà đang cố gắng sắp xếp một chuyến thăm Trung Quốc như mọi năm sau khi Bắc Kinh cho biết chưa sắp xếp được lịch trình cho chuyến thăm của bà. Theo tờ Australian Financial Review, một hoạt động dự kiến được tổ chức vào tháng 5 tới đây tại Trung Quốc để thúc đẩy thương mại Úc có thể sẽ bị hủy và không quan chức cao cấp nào của Úc đã được mời tới diễn đàn châu Á Bắc Ngao 2018 ở tỉnh Hải Nam vừa qua.
Trung Quốc đang tham gia vào vụ trộm cắp quy mô lớn các nghiên cứu và công nghệ của Hoa Kỳ ở các trường đại học bằng cách sử dụng gián điệp, sinh viên và các nhà nghiên cứu để thu thập thông tin. Đây là nội dung được các chuyên gia trình bày trước Quốc hội trong phiên điều trần hôm thứ Tư, 11 tháng 4 và được tờ The Washington Free Beacon loan tin một ngày sau đó. Theo báo tờ Washington Free Beacon, một cựu viên chức phản gián đã tiết lộ việc quản lý của ông cựu Tổng thống Barack Obama khi còn đương chức đã làm suy yếu các nỗ lực chống gián điệp nước ngoài của Hoa Kỳ bằng cách ngăn cản những nỗ lực chống gián điệp cấp quốc gia. Một số chuyên gia về trí tuệ và an ninh đã xác nhận trong phiên điều trần rằng Trung Quốc là mối đe dọa đáng kể nhất đối với hành vi trộm cắp công nghệ từ những nghiên cứu mà Hoa Kỳ chi khoảng 510 tỷ đô la hàng năm. Bắc Kinh sử dụng các nhân viên bí mật, các công ty bình phong và liên doanh nghiên cứu trong chương trình trộm cắp. Các điệp viên công nghệ của Trung Quốc đã phát triển các danh sách cụ thể về công nghệ cần đánh cắp, trong đó tập trung vào công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ liên quan đến trí thông minh nhân tạo, robot và các công nghệ khác. Ngoài ra, Trung Quốc cũng dùng một số trong 350.000 sinh viên Trung Quốc đang du học tại Mỹ cho công tác tình báo. Trung Quốc cũng đang thâm nhập vào các trường đại học Hoa Kỳ bằng cách tài trợ cho các trung tâm ngôn ngữ và văn hóa, được gọi là Viện Khổng Tử đang được sử dụng để che giấu tội phạm công nghệ. Khoảng 100 viện nghiên cứu đang hoạt động tại các trường đại học Hoa Kỳ và sử dụng kinh phí của Bắc Kinh như là một phần của nỗ lực quyền lực mềm ở Hoa Kỳ. Indonesia cho tiêu hủy lượng trái cây nhập khẩu trái phép từ Trung Quốc trị giá hơn 500.000 đô la. Mạng thời báo Jakarta ngày 12 tháng 4 loan tin Bộ Thương mại Indonesia đã tiêu hủy 7 container gồm táo và cam nhập khẩu bất hợp pháp từ Trung Quốc, trị giá 7 tỷ rupiah, tương đương hơn 500.000 đô la Mỹ. Theo ông Airi, giám đốc thanh tra thương mại của Bộ Thương mại Indonesia, số trái cây này đã nhập khẩu trái phép vào Indonesia 2 tuần trước qua cảng Belawan và sân bay quốc tế Kuala Namu cũng như phía bắc đảo Sumatra. Ông cũng cho biết Indonesia buộc phải tiêu hủy các loại trái cây nói trên vì chúng được nhập khẩu vào Indonesia mà không có bất cứ một loại giấy phép nào và vi phạm quy chế số 16 năm 2018 của Bộ Thương mại Indonesia. Bộ Thương mại Indonesia cũng đã thu hồi giấy phép nhập khẩu của BTSAT, doanh nghiệp đã nhập trái phép số trái cây trên vì đã không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng hợp pháp nào trong quá trình nhập khẩu trái cây từ Trung Quốc. Ông Areri cũng nhấn mạnh rằng chính phủ Indonesia sẽ trừng phạt bất cứ doanh nghiệp nào không tuân thủ các quy định về nhập khẩu nhằm bảo vệ người tiêu dùng và hàng hóa nội địa. Mời quý vị đón xem chương trình truyền hình Off-A được phát hình trực tiếp buổi sáng lúc 8 giờ từ thứ Ba tới thứ Bảy và buổi tối lúc 10 giờ tối từ thứ Hai tới thứ Sáu hàng tuần trên trang mạng xã hội Facebook và kênh YouTube, cũng như trên trang chủ Off-A tiếng Việt. Với tin tức cập nhật trung thực, chính xác, tập hợp các diễn biến tường trình từ Việt Nam do các cộng tác viên từ trong nước và đội ngũ phóng viên nhiều năm kinh nghiệm thực hiện, chương trình truyền hình Off-A mong sẽ là người bạn đồng hành cùng quý vị. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình truyền hình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đang được phát trực tiếp qua mạng YouTube và Facebook. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin được gửi email về địa chỉ viettv@ifa.org. Trong phần thời sự, thưa quý vị và các bạn, hơn 20 năm trở lại đây, dòng sông Nhuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến những hệ lụy về sức khỏe và sản xuất nông nghiệp của người dân hai bên bờ sông đi qua. Tuy nhiên, cho đến nay thì chính quyền Hà Nội vẫn chưa có giải pháp cơ bản nào để giải quyết tình trạng ô nhiễm này. Mời quý vị và các bạn cùng xem lại phần phóng sự do phóng viên từ Việt Nam gửi về. Điểm bắt đầu của sông Nhuệ là cống Liên Mạc, nước vào từ sông Hồng trong địa phận quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Và điểm kết thúc của nó là cống Phủ Lý khi hợp lưu vào sông đáy gần thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Sông dài khoảng 76 km. Ngoài ra, nối sông đáy với sông Nhuệ còn có các sông nhỏ như sông La Khê, sông Tô Lịch, sông Vân Đình, sông Duy Tiên, sông Ngoại Độ, v.v. Đoạn từ cầu Bưu trở xuống Hà Nam chảy qua nhiều làng nghề truyền thống lâu đời, gồm các làng chuyên làm tương, miến, bánh đa như Cự Đà, Khúc Thủy, Phu Diễn. Theo người dân tại thôn Quảng Minh, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai cho biết, ngày xưa nước sông Nhuệ trong xanh, họ có thể sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng từ hơn 20 năm trở lại đây, nước sông trở nên ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, màu đen kịt,
bốc mùi hôi thối. Ông Chi, ông Từ đền Quảng Minh cho biết. Nhưng mà ngày xưa không, cách đây không khoảng chừng độ 30 năm thì chúng tôi vẫn tắm rồi giặt rồi tất cả mọi thứ sinh hoạt toàn ở vệ sông hết. Toàn dùng nước sông này cả. Thế nhưng mà 30 năm nay trở lại đây thì không thể nào đến rửa chân rửa tay không dám rửa, bởi vì cái nước ô nhiễm ở ngoài nội thành đổ về nó rất là bẩn. Thế còn thì ngay như năm 76 mà tôi về phục viên nên là gánh nước ở sông này về là để nó lắng 2 tiếng đồng hồ, nó lắng trong xuống thế là ăn. Ông Tạ Xuân Trúc cũng nói. Ngày xưa thì nước sông này rất sạch, chúng tôi ra tắm rửa rồi đặt đũa đủ. Nếu mà bí không có nước ăn, gánh về đổ bể cho nó trong để ăn. Nhưng bây giờ thì cá nó cũng chết, mà người không làm gì được chịu, không rửa ráy gì cả. Rau cỏ nó có mọc nên không ăn được, ăn độc lắm. Nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm trên dòng sông Nhuệ được người dân cho là nước thải từ nội thành Hà Nội qua hệ thống thoát nước và sông Tô Lịch đổ vào. Bên cạnh đó là những cơ sở sản xuất nhựa và giặt là chung quanh dòng sông phát thải trực tiếp ra môi trường, như ở ngay đầu làng Quảng Minh, một người dân tên Vân trình bày. Khi mà cái sườn giặt là, người ta giặt là đến người ta xả ra là nước rất là đen, rất là bẩn. Đấy, mà cụ thể là cái ống xả ra nó không phải là nằm trên khơi, mà nó nằm dưới đáy của cái sông Hàn, cho nên rất là ảnh hưởng. Mà những cái buổi chiều là gió mà nó đưa xuống dân làng này rất là sợ mùi của nhựa, mùi của đấy, ngay khu đầu làng bây giờ lên là ai cũng có thể nhìn thấy. Còn có một phần khác xuất phát từ chính ý thức của người dân hai bên sông đã vứt rác thải sinh hoạt và nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ ra sông. Ông Chi nêu rõ. Dân nhà mình tất nhiên thì cũng có một phần là do dân nữa, là đấy rác rưởi cứ đổ hết ra vệ sông, sạch mình như bẩn người. Đấy, ý thức của dân cũng là kém, nhưng mà ngược lại là cái chủ yếu nhất là cái nước phế thải của thành phố Hà Nội đổ ra cho nên là rất bẩn. Thế là thôi thì cái này thì... Tuy sông Nhuệ ô nhiễm nhiều năm nay, nhưng nguồn nước trên con sông này vẫn được bơm vào đồng để phục vụ sản xuất nông nghiệp, bởi không có nguồn nước khác để thay thế. Ông Tạ Xuân Trúc nói về điều này. Nhưng mà cái lúa thì cũng hơi đành phải chấp nhận thôi. Chứ nếu mà cái nước sạch thì lúa nó vẫn hơn, bảo đảm hơn. Nhưng cái nước này nó bẩn thì thôi thì phải chấp nhận. Người dân là nông dân đi cấy là không có cái ủng thì nó cứ ngứa hết cả chân tay. Thế nhưng phải có ủng chân ủng tay người ta cấy nó bảo đảm. Nguồn nước sông ô nhiễm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, chất lượng nông sản, nguồn nước ngầm, môi trường không khí dẫn đến tình trạng sức khỏe của người dân chịu ảnh hưởng rất lớn. Điều này cũng được ông Chi xác nhận. Ung thư là với làng này nó rất nhiều, hầu như là 10 người chết, 10 người qua đời thì 9 người là mắc cái bệnh ung thư là chết. Thế còn các cụ già không bệnh tật gì mà già chết thì rất là hiếm, ít lắm. Chủ yếu là cái bệnh ung thư, bởi vì nó nhiễm arsen rất là nhiều. Thế mà nếu nó nguồn nước thì đưa ra mà xét nghiệm thì thực ra mà nói là cái độ arsen là phải nói là nó gấp hàng bao nhiêu lần so với yêu cầu. Một phụ nữ địa phương tên Hòa nêu ra thực tế. Mỗi một khi nhà cô mà mở cửa này ra, chuyên môn là đóng cửa sổ, nếu mà mở ra thì không thể là chịu. Đấy. Suốt từ hồi mà cách đây được khoảng chục năm nay rồi, là bắt đầu dòng sông nó ô nhiễm quá nhỉ. Thì nguyên cái làng này còn không phải là nói các cụ già thì các cụ già chết ở đây, nhưng bây giờ trẻ cũng bị rất nhiều, mà cứ toàn bị họng, mê nảy ho, mê nảy phổi, lão cũng nhiều. Bây giờ chính làng nhà cô này mà cứ đi viện là thôi giả về. Cho đến nay, người dân trong lưu vực sông Nhuệ chưa bao giờ được thực hiện khảo sát tổng thể về vấn đề sức khỏe do tác động của ô nhiễm môi trường, nên không hề có bất cứ phương án phòng chống tác hại và chăm sóc y tế tại cơ sở được đưa ra. Người dân chỉ còn biết tự hạn chế sử dụng nguồn nông sản được làm ra tại địa phương và tránh tiếp xúc với nước ô nhiễm. Phía chính quyền thành phố Hà Nội và cấp huyện có bàn đến vấn đề ô nhiễm các con sông trên địa bàn, và cũng từng đưa vào nghị quyết với một số biện pháp làm sạch môi trường tại khu dân cư, như tuyên truyền giáo dục người dân không vứt rác thải xuống sông, xây dựng các tuyến bờ kè và nạo vét một số đoạn sông. Tuy nhiên, những biện pháp đó chưa phải là cơ bản để giải cứu dòng sông chết này. Người dân sinh sống ở hai bên bờ sông vẫn mong mỏi chờ đợi một giải pháp triệt để và thực sự hiệu quả từ các cấp trung ương cho đến địa phương. Được tờ The Washington Free Beacon loan tin một ngày sau đó. Theo báo tờ Washington Free Beacon,
một cựu viên chức phản gián đã tiết lộ việc quản lý của ông cựu Tổng thống Barack Obama khi còn đương chức đã làm suy yếu các nỗ lực chống gián điệp nước ngoài của Hoa Kỳ bằng cách ngăn cản những nỗ lực chống gián điệp cấp quốc gia. Một số chuyên gia về trí tuệ và an ninh đã xác nhận trong phiên điều trần rằng Trung Quốc là mối đe dọa đáng kể nhất đối với hành vi trộm cắp công nghệ từ những nghiên cứu mà Hoa Kỳ chi khoảng 510 tỷ đô la hàng năm. Bắc Kinh sử dụng các nhân viên bí mật, các công ty bình phong và liên doanh nghiên cứu trong chương trình trộm cắp. Các điệp viên công nghệ của Trung Quốc đã phát triển các danh sách cụ thể về công nghệ cần đánh cắp, trong đó tập trung vào công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ liên quan đến trí thông minh nhân tạo, robot và các công nghệ khác. Ngoài ra, Trung Quốc cũng dùng một số trong 350.000 sinh viên Trung Quốc đang du học tại Mỹ cho công tác tình báo. Trung Quốc cũng đang thâm nhập vào các trường đại học Hoa Kỳ bằng cách tài trợ cho các trung tâm ngôn ngữ và văn hóa, được gọi là Viện Khổng Tử đang được sử dụng để che giấu tội phạm công nghệ. Khoảng 100 viện nghiên cứu đang hoạt động tại các trường đại học Hoa Kỳ và sử dụng kinh phí của Bắc Kinh như là một phần của nỗ lực quyền lực mềm ở Hoa Kỳ. Indonesia cho tiêu hủy lượng trái cây nhập khẩu trái phép từ Trung Quốc trị giá hơn 500.000 đô la. Mạng thời báo Jakarta ngày 12 tháng 4 loan tin Bộ Thương mại Indonesia đã tiêu hủy 7 container gồm táo và cam nhập khẩu bất hợp pháp từ Trung Quốc trị giá 7 tỷ rupiah, tương đương hơn 500.000 đô la Mỹ. Theo ông Airi, Giám đốc Thanh tra Thương mại của Bộ Thương mại Indonesia, số trái cây này đã nhập khẩu trái phép vào Indonesia 2 tuần trước qua cảng Belawan và sân bay quốc tế Kuala Namu, cũng như phía bắc đảo Sumatra. Ông cũng cho biết Indonesia buộc phải tiêu hủy các loại trái cây nói trên vì chúng được nhập khẩu vào Indonesia mà không có bất cứ một loại giấy phép nào và vi phạm quy chế số 16 năm 2018 của Bộ Thương mại Indonesia. Bộ Thương mại Indonesia cũng đã thu hồi giấy phép nhập khẩu của BTSAT, doanh nghiệp đã nhập trái phép số trái cây trên vì đã không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng hợp pháp nào trong quá trình nhập khẩu trái cây từ Trung Quốc. Ông Areri cũng nhấn mạnh rằng chính phủ Indonesia sẽ trừng phạt bất cứ doanh nghiệp nào không tuân thủ các quy định về nhập khẩu nhằm bảo vệ người tiêu dùng và hàng hóa nội địa. 2 tiếng đồng hồ nó nắng trong xuống thế là ăn. Ông Tạ Xuân Trúc cũng nói. Ngày xưa thì nước sông Lê rất sạch, chúng tôi ra tắm rửa rồi giặt rũ đủ. Nếu mà bí không có nước ăn, gánh về đổ bể cho nó trong để ăn. Nhưng bây giờ thì cá nó cũng chết, mà người không làm gì được chịu, không rửa ráy gì cả. Rau cỏ đây nó có mọc nên không ăn được, ăn độc lắm. Nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm trên dòng sông Nhuệ được người dân cho là nước thải từ nội thành Hà Nội, qua hệ thống thoát nước và sông Tô Lịch đổ vào. Bên cạnh đó là những cơ sở sản xuất nhựa và giặt là chung quanh dòng sông phát thải trực tiếp ra môi trường, như ở ngay đầu làng Quảng Minh, một người dân tên Vân trình bày. Khi mà cái sườn giặt là người ta giặt là đến người ta xả ra là nước rất là đen, rất là bẩn. Đấy, mà cụ thể là cái ống xả ra nó không phải là nằm trên khơi mà nó nằm dưới đáy của cái sông Giang, nó rất là ảnh hưởng. Mà những cái buổi chiều là gió mà nó đưa xuống dân làng là rất là sợ, mùi của nhựa, mùi của đấy, ngay khu đầu làng bây giờ lên là ai cũng có thể nhìn thấy. Còn có một phần khác xuất phát từ chính ý thức của người dân hai bên sông đã vứt rác thải sinh hoạt và nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ ra sông. Ông Chi nêu rõ. Dân nhà mình tất nhiên thì cũng có một phần là do dân nữa, là đấy rác rưởi cứ đổ hết ra vệ sông, sạch mình như bẩn người. Đấy, ý thức của dân cũng là kém, nhưng mà ngược lại là cái chủ yếu nhất là cái nước phế thải của thành phố Hà Nội đổ ra cho nên là rất bẩn. Thế là thôi thì cái này thì... Tuy sông Nhuệ ô nhiễm nhiều năm nay, nhưng nguồn nước trên con sông này vẫn được bơm vào đồng để phục vụ sản xuất nông nghiệp, bởi không có nguồn nước khác để thay thế. Ông Tạ Xuân Trúc nói về điều này. Nhưng mà cây lúa thì cũng đành phải chấp nhận thôi. Chứ nếu mà cái nước sạch thì lúa nó vẫn hơn, bảo đảm hơn. Như cái nước này nó bẩn thì thôi thì phải chấp nhận. Người dân là nông dân đi cấy là không có cái ủng thì nó cứ ngứa hết cả chân tay. Thế nhưng phải có ủng chân ủng tay người ta cấy nó bảo đảm. Nguồn nước sông ô nhiễm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, chất lượng nông sản, nguồn nước ngầm, môi trường không khí dẫn đến tình trạng sức khỏe của người dân chịu ảnh hưởng rất lớn. Điều này cũng được ông Chi xác nhận. Ung thư là với làng này nó rất nhiều. Hầu như là 10 người chết, 10 người qua đời, thì 9 người là mắc cái bệnh ung thư là chết.
Thế còn các cụ già không bệnh tật gì mà già chết thì rất là hiếm, ít lắm. Chủ yếu là cái bệnh ung thư bởi vì nó nhiễm. Thưa quý vị, hiệp ước hồi hương tù nhân tiếp tục thụ án tại quốc gia của họ giữa Ấn Độ và Việt Nam bắt đầu có hiệu lực qua sự phê chuẩn của hai nước. Hiệp ước này được Việt Nam và Ấn Độ ký kết hồi đầu tháng 11 năm 2013. Ấn Độ thông qua vào đầu tháng 1 năm 2014 và Việt Nam thông qua vào tháng 3 năm 2017. Tờ Times of India vào ngày 11 tháng 4 năm 2018 dẫn nguồn từ thông báo nội bộ của Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết Việt Nam vừa xác nhận hiệp ước hồi hương tù nhân giữa hai nước bắt đầu có hiệu lực. Theo quy định trong hiệp ước, tù nhân được hồi hương giữa Ấn Độ và Việt Nam là những tù nhân không bị án tử hình, không bị kết án do vi phạm luật quân sự. Những phạm nhân sau khi bị tuyên án và không bị xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, được thuyên chuyển về quốc gia mà họ là công dân của nước đó để tiếp tục thụ án. Bản thân phạm nhân hoặc một người khác đại diện hợp pháp của phạm nhân có thể làm đơn gửi đến một trong hai chính phủ của Ấn Độ hoặc Việt Nam để yêu cầu cho phạm nhân được hồi hương. Đạo luật hồi hương tù nhân của Ấn Độ được ban hành vào năm 2003, cho phép các phạm nhân được về quốc gia của họ để thụ án gần gia đình và tạo điều kiện cho họ được trở lại hòa nhập với xã hội. Ba tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Úc là HMAS Anzac, HMAS Toowoomba và HMAS Success sẽ đến Sài Gòn thực hiện chuyến thăm Việt Nam từ ngày 19 đến 22 tháng 4 năm 2018. Đại sứ quán Australia tại Hà Nội ra thông báo như vừa nêu vào ngày 12 tháng 4. Cụ thể sẽ có 73 sĩ quan và 569 thủy thủ tham gia chuyến thăm này. Các chỉ huy trưởng và thủy thủ đoàn sẽ gặp các sĩ quan và thủy thủ của Hải quân Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và tham gia vào nhiều hoạt động, bao gồm thi đấu thể thao, chia sẻ kinh nghiệm và hoạt động thiện nguyện tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Tàn Tật Thị Nghè. Đây là lần thứ hai kể từ năm 2001, Úc đưa tàu chiến đến thăm Việt Nam. Chuyến thăm lần này của các tàu chiến Australia được cho biết cũng nhằm mục tiêu tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Úc nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và một tháng ký kết quan hệ đối tác chiến lược kể từ chuyến thăm Úc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 3 vừa qua. Cũng tin về quan hệ Australia-Việt Nam, vào ngày 11 tháng 4 năm 2018, hai phía kỷ niệm quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp. Nhân dịp này, ông Craig Chittick, đại sứ Australia tại Việt Nam, nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp là một phần quan trọng trong quan hệ của hai quốc gia trong suốt 45 năm qua. Hợp tác nghiên cứu nông nghiệp giữa hai nước được điều phối bởi Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia từ năm 1993 đến nay. Trong 25 năm qua, chính phủ Úc đã đầu tư 100 triệu Úc Kim, tương đương 1.700 tỷ đồng cho 170 dự án nghiên cứu ở Việt Nam. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull vừa thừa nhận có căng thẳng với Trung Quốc do luật chống can thiệp chính trị từ nước ngoài đối với Úc. Reuters loan tin dẫn phát biểu của ông Turnbull với đài phát thanh Radio 3AW ở Melbourne rằng rõ ràng có căng thẳng trong mối quan hệ với Trung Quốc sau khi luật về can thiệp chính trị từ nước ngoài được đưa ra. Nhưng ông tin tưởng rằng bất kỳ hiểu lầm nào cũng sẽ được giải quyết. Theo Reuters, ông Turnbull không nêu rõ Trung Quốc đã từ chối hoặc hoãn cấp visa cho bao nhiêu quan chức chính phủ Úc sang Hoa Lục tham dự hội chợ thương mại Australia-Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng lên tiếng cho rằng thông tin việc từ chối cấp visa mà tờ Australia Financial Review loan đi là không có căn cứ. Nhưng Thủ tướng Turnbull khẳng định, dù quan hệ giữa Úc và Trung Quốc căng thẳng liên quan tới dự luật chống can thiệp chính trị từ nước ngoài đối với Australia, nhưng ngoài người dân Úc ra thì không ai được quyền gây ảnh hưởng lên nền chính trị Úc. Hãng tin Bloomberg cho biết quan hệ giữa Trung Quốc và Úc trở nên căng thẳng kể từ tháng 12 năm 2017 khi ông Turnbull chỉ trích Bắc Kinh can thiệp nền chính trị Úc và đề xuất luật mới để ngăn chặn việc này. Mặc dù chính quyền Canberra luôn khẳng định luật này không nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào, nhưng truyền thông và chính quyền Trung Quốc cho rằng Canberra đang nhắm vào Bắc Kinh và phản ứng giận dữ. Tháng trước, bà Frances Adamson, viên chức cao cấp nhất của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cho biết, bà đang cố gắng sắp xếp một chuyến thăm Trung Quốc như mọi năm sau khi Bắc Kinh cho biết chưa sắp xếp được lịch trình cho chuyến thăm của bà. Theo tờ Australian Financial Review, một hoạt động dự kiến được tổ chức vào tháng 5 tới đây tại Trung Quốc để thúc đẩy thương mại Úc
có thể sẽ bị hủy và không quan chức cao cấp nào của Úc đã được mời tới diễn đàn châu Á Bắc Ngao 2018 ở tỉnh Hải Nam vừa qua. Trung Quốc đang tham gia vào vụ trộm cắp quy mô lớn các nghiên cứu và công nghệ của Hoa Kỳ ở các trường đại học bằng cách sử dụng gián điệp, sinh viên và các nhà nghiên cứu để thu thập thông tin. Đây là nội dung được các chuyên gia trình bày trước Quốc hội trong phiên điều trần hôm thứ Tư, 11 tháng 4. Và mời quý vị đón xem chương trình truyền hình Off-Air được phát hình trực tiếp buổi sáng lúc 8 giờ từ thứ Ba tới thứ Bảy và buổi tối lúc 10 giờ tối từ thứ Hai tới thứ Sáu hàng tuần trên trang mạng xã hội Facebook và kênh YouTube, cũng như trên trang chủ Off-Air tiếng Việt. Với tin tức cập nhật trung thực, chính xác, tập hợp các diễn biến tường trình từ Việt Nam do các cộng tác viên từ trong nước và đội ngũ phóng viên nhiều năm kinh nghiệm thực hiện, chương trình truyền hình Off-Air mong sẽ là người bạn đồng hành cùng quý vị. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình truyền hình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đang được phát trực tiếp qua mạng YouTube và Facebook. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin được gửi email về địa chỉ viettv@ifa.org. Trong phần thời sự, thưa quý vị và các bạn, hơn 20 năm trở lại đây, dòng sông Nhuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến những hệ lụy về sức khỏe và sản xuất nông nghiệp của người dân hai bên bờ sông đi qua. Tuy nhiên, cho đến nay thì chính quyền Hà Nội vẫn chưa có giải pháp cơ bản nào để giải quyết tình trạng ô nhiễm này. Mời quý vị và các bạn cùng xem lại phần phóng sự do phóng viên từ Việt Nam gửi về. Điểm bắt đầu của sông Nhuệ là cống Liên Mạc, nước vào từ sông Hồng trong địa phận quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Và điểm kết thúc của nó là cống Phủ Lý khi hợp lưu vào sông đáy gần thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Sông dài khoảng 76 km. Ngoài ra, nối sông đáy với sông Nhuệ còn có các sông nhỏ như sông La Khê, sông Tô Lịch, sông Vân Đình, sông Duy Tiên, sông Ngoại Độ, v.v. Đoạn từ cầu Bưu trở xuống Hà Nam chảy qua nhiều làng nghề truyền thống lâu đời, gồm các làng chuyên làm tương, miến, bánh đa như Cự Đà, Khúc Thủy, Phu Diễn. Theo người dân tại thôn Quảng Minh, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai cho biết, ngày xưa nước sông Nhuệ trong xanh, họ có thể sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng từ hơn 20 năm trở lại đây, nước sông trở nên ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, màu đen kịt, bốc mùi hôi thối. Ông Chi, ông Từ đền Quảng Minh cho biết. Nhưng mà ngày xưa không, cách đây không khoảng chừng độ 30 năm thì chúng tôi vẫn tắm rồi giặt rồi tất cả mọi thứ sinh hoạt toàn bị sông hết. Toàn dùng nước sông này cả. Thế nhưng mà 30 năm nay trở lại đây thì không thể nào đến rửa chân rửa tay không dám rửa. Bởi vì cái nước ô nhiễm ở ngoài nội thành đổ về là rất là bẩn. Thế còn thì ngay như năm 76 mà tôi về phục viên nên là gánh nước ở sông này về là để nó lắng được.